có đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo. Bản thân của giáo hội Công giáo đã không công nhận các tôn giáo khác và thần của các tôn giáo khác trên cơ sở nền tảng của giáo lý và trên cơ sở nền tảng của giáo luật. Thứ nhất về giáo lý, tôi nhắc lại 10 điều răn, thì trong đó điều răn đầu tiên nói rất chính xác, đó là thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Ở câu này khẳng định và diễn giải ra rằng không, ngoài Thiên Chúa ra không có ai nữa và không có thần nào ngoài Thiên Chúa nữa. Chúa đã từng phán, ngoài ta ra không có thần nào khác, các ngươi không được thờ ai ngoài ta. Chúa nói cái câu là ngoài ta ra không có thần nào khác thì đã không công nhận bất kỳ một thần nào của các tôn giáo rồi. Và trong Kinh Thánh cũng ghi rất rõ là khi các ngươi đến bất kỳ đâu, các ngươi không được cho con cái các ngươi kết hôn với con cái của chúng, bởi vì con cái của chúng sẽ làm mất đi cái tôn giáo của ngươi. Đến đâu các ngươi hãy chặt bỏ các trụ đền thờ của chúng, hãy phá bỏ đền thờ của chúng. Đó là lời trong Kinh Thánh, lời Chúa đấy. Hôm nay tôi không dùng OBS cho nên tôi không đưa các đoạn Kinh Thánh đó lên cho các bạn coi được. Các bạn có thể xem ở những đoạn trong những lần sau tôi sẽ đăng lên như thế. Tôi sẽ đăng cho các bạn xem. Thế thì bản thân người Công giáo không công nhận các tôn giáo khác, rồi lại lập ra hội đồng liên tôn là để lừa mị người khác, đúng không? Đã không công nhận các tôn giáo khác gì, lập ra hội đồng liên tôn làm gì? Để lừa người ta, để phục vụ lợi ích chính trị của bản thân, của những người đang có cái đầu giống cộng. Đó là ai? Là các linh mục, các giám mục chống cộng chứ ai? Đó là vấn đề. Chúng ta thấy rõ ràng giáo hội Công giáo để bài trừ đi những cái đối tượng như cái kiểu của Nguyễn Đình Thục. Nguyễn Đình Thục là giám mục giáo phận Vĩnh Long, là anh của Ngô Đình Diệm. Nguyễn Đình Thục đã theo một cái phe kháng cách, có nghĩa là chống lại giáo hội, qua cái Công đồng Vatican II. Công đồng Vatican II đưa ra cái phán quyết của mình và Nguyễn Đình Thục không đồng ý phán quyết đó, cùng một số giám mục tách rời khỏi giáo hội, tự động phong chức giám mục cho người khác, không thông qua tòa thánh, tách ly khỏi giáo hội luôn, rồi tự phong linh mục, tự phong giám mục, giống như một cái kiểu Công giáo ở bên Trung Quốc, tách ly. Thế là linh mục ra vạ, tòa thánh ra vạ tuyệt thông với giám mục Ngô Đình Thục. Và chính vì cái điều đó cho nên chúng ta thấy rằng là sau đó chúng ta thấy nhà thờ có những bài kinh như Kinh Nghĩa Đức Tin, trong đó có đoạn ghi là ai chẳng thông công cùng hội thánh ấy thì chẳng đặng rỗi linh hồn. Ở đó nói lên mấy điều, đó là những tôn giáo nào xuất phát từ giáo hội Công giáo Roma mà hiện tại đã rời khỏi giáo hội Công giáo Roma, lập ra một cái giáo hội riêng của mình như giáo hội Công giáo Trung Quốc, Anh giáo, Tin Lành. Tất cả các tôn giáo đó trên cơ sở của bài Kinh Nghĩa Đức Tin là ai chẳng thông công cùng hội thánh ấy thì chẳng đặng rỗi linh hồn, nghĩa rằng câu đó nói dù mày thờ Chúa nhưng mày không nằm trong giáo hội của tao thì mày không được lên thiên đàng. Điều đó khẳng định rằng giáo hội Công giáo bài xích các tôn giáo khác, bài xích ngay cả các tôn giáo mà ta từng thấy tôi kể: Do Thái, Hồi giáo, Tin Lành, Chính thống giáo, Anh giáo, đúng không? Vì vậy nên ta thấy vấn đề của ở đây là ai là cái người chia rẽ lương giáo, ai là người chia rẽ các tôn giáo. Chính giáo hội Công giáo chủ trương chia rẽ tôn giáo. Bây giờ bỏ đi bài kinh đó đi, bỏ đi Kinh Nghĩa Đức Tin, quả mai chúng ta tính được. Vậy thì cho dù bỏ đi Kinh Nghĩa Đức Tin thì vẫn vướng vào cái điều răn đầu tiên là các ngươi không được thờ ai ngoài ta. Vậy thì bây giờ miệng mồm nào của người Công giáo ở đây mà dám bảo người khác đi chia rẽ tôn giáo? À, chính tôn giáo, bản chất của tôn giáo mình là đi chia, đi tiêu diệt các tôn giáo khác. Đến đâu là phải chặt bỏ đền thờ của nó ở đó. Vậy thì bây giờ mình nói coi, bây giờ là mình có tư cách gì mình nói là mình người ta đi chia rẽ tôn giáo mình? Đó là cái thứ nhất, là chia rẽ tôn giáo. Bây giờ cái đó là cái chia rẽ lương giáo đây. Suốt thời gian vừa qua, các linh mục cứ hễ có vấn đề liên quan đến vấn đề xã hội là đem tôn giáo của mình ra áp đặt lên xã hội này, nghĩ rằng người ta không dám đụng đến tượng ảnh của tôn giáo của mình. Chính quyền không dám là chắc rồi, bởi vì chính quyền đụng vô cái là cái ông nào đụng vô là ông đó mất việc, bởi vì nó ảnh hưởng tới cái chính sách đại đoàn kết.
nó ảnh hưởng tới cái chủ trương chung của đảng và nhà nước Việt Nam về vấn đề đoàn kết tôn giáo. Cho nên ở đây là chính quyền đụng vô là chính quyền chết. Cho nên ở đây sự xáo trộn xã hội từ Cồn Sẻ, từ Thái Hà, dài dài cho các chỗ nào mà dính dáng tới bồi thường hỗ trợ đất đai liên quan đến các nhà thờ là nhao 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 lên là đem tượng ảnh ra áp đặt, đem giáo dân ra thị uy, các vị kéo chuông nhà thờ, hai ba cái nhà thờ xúm nhau lại ra thị uy với chính quyền. Chính quyền làm gì? Nếu chính quyền mà đem cả quân đội vô đàn áp luôn thì tôi nói còn gì nữa. Nhưng mà chính quyền người ta không làm cái động tác đó, thì chính quyền không làm động tác đó, dân biết hết, dân nhìn thấy là dân biết là chính quyền có chủ trương gì, dân biết hết, dân bực bội chứ. Bực thì đến lúc nào đó người ta dở bờ, người ta tấn công lại chứ sao. Chính các vị, chính những người trong tôn giáo mình lợi dụng tôn giáo để đi phá hoại chống cộng, buộc người dân bực bội quá người dân mới đập lại. Thì ai mới là người chia rẽ tôn giáo ngoại trừ người công giáo chúng ta đang quậy phá từ Bắc vô Nam bao nhiêu năm nay, hãy nói tới phản động là dính tới công giáo. Là tại sao? Bây giờ trả lời coi bộ các tôn giáo khác không có phản động hay gì mà toàn là người công giáo không vậy nè. Nó phải là từ ăn sâu trong gốc trong rễ của các giám mục, các linh mục. Ngay từ đầu cái ngày mà họ bước chân vào chủng viện họ tu là họ đã có cái mưu đồ rồi. Họ cam kết sẽ ủng hộ đảng và nhà nước, thực hiện đúng chính sách chủ trương của đảng và nhà nước. Được đi tu xong rồi quay trở lại cắn. Cụ thể là ai? Nguyễn Thái Hợp. Bây giờ người ta gọi là linh cẩu không đấy. Các bạn thấy không? Những cái điều đó chúng ta thấy rất rõ, ai chia rẽ tôn giáo, ai xúc phạm tôn giáo, ai chia rẽ lương giáo. Thì nếu như các linh mục, những người Ngọc Ngữ hôm rồi không bảo kê cho quán cà phê sự chuyên thì ông chủ quán cà phê đâu có miệt thị những người không có đạo công giáo, ném hột quẹt vô mặt người ta. Sau đó là gọi điện thoại, đánh lộn xong gọi điện thoại kêu ai? Kêu giang hồ, rồi kêu cả linh mục giật chuông để mà đem giáo dân tới thị uy trấn áp những người không có đạo. Linh mục như thế thì ra ôn gì nữa? Rồi ai? Nguyễn Duy Tân thì đón tiếp đại ca giang hồ Hải Phòng gốc Thanh Hóa Quách Dũng. Được giang hồ Quách Dũng gốc Thanh Hóa, giang hồ Hải Phòng gốc Thanh Hóa Quách Dũng bảo kê cho nhà thờ Thọ Hòa. Một nhà thờ mà kết hợp với một giang hồ lên trên mạng live stream thì đem dao đem búa ra dọa giết hết người này tới người kia. Thế thì giờ nhà thờ thành cái gì rồi? Nhà thờ gì mà Nguyễn Duy Tân á, cái cách tư cách pháp nhân bằng trên con dấu của ông ta, đem con dấu tư cách pháp nhân của giáo hội công giáo ra trêu đùa trêu cợt, đóng con dấu vô bậy bạ, đi xin tiền hiệp sĩ. Như thế thì ai đang chống công giáo đây? Có phải những người đó đang làm mất đi hình ảnh người công giáo, bôi đen đi hình ảnh người công giáo sao? Đấy, bạn Phùng Xuân Cường ghi kìa, Thánh Kinh nói Chúa là vua của các vua, các con chiên không cần thờ phượng các vua đời thường, chỉ cần phụng sự Chúa là được rồi. Đấy, Kinh Thánh có đầy đủ, các bạn nào chỉ cần có đọc qua Kinh Thánh đều biết là tôi không nói chật. Nếu có ai đó rành về Kinh Thánh, lên đây phản biện với tôi. À, tôi chỉ nói phải phản biện về Kinh Thánh thôi, còn vấn đề về chính trị thì xin phép tôi không bao giờ ngồi nói chuyện với mấy cái tay phản động, và nhất là ông Võ Tấn Đông gì đó mới gửi lời mời với tôi đó tôi cũng không có nói đâu. Bởi vì thứ nhất là tôi biết được ở các ông ấy, ra bên ngoài ấy, các ông cố gắng lịch sự, nhưng trong lời nói các ông thì miệt thị và khinh khi, bươi móc khích bác, làm cho người khác nóng giận lên rồi người khác nói bậy. Chủ yếu các ông là kiếm cái điểm yếu của người ta để mà với ông đi mà xăm soi thôi. Đấy. Tôi nói với các bạn là ai đang phá hoại? Có bạn bảo là tại sao tôi phải cầm súng đến Thọ Hà? Tôi thấy tôi ai thấy tôi cầm súng đến Thọ Hà? Tôi đã nói với tất cả mọi người vấn đề Thọ Hà rất rõ ràng và nói nhiều lần. Tôi đến đó để tố cáo Nguyễn Duy Tân xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi xóa bỏ chế độ chính trị này.
cái tội đó là cái tội ở tù, nhà nước chưa xử, nhưng tôi nóng quá, tôi đến đó chúng tôi chỉ muốn vạch mặt nó ra cho giáo dân biết, và tôi đã làm được rồi. 4 lần tôi đọc, 4 lần đọc tường trình cho mọi người biết tôi đến đó để làm gì, đúng không? 4 lần đã đọc bản tường trình, đến đó để làm gì? Dẫn đấu tai lên mà nghe chưa? Đấy, có thấy ai nói là tôi mang súng không? Ai mang là chuyện của người ta, bởi vì đi ở đó chúng tôi đều là những người quen biết nhau trên mạng. Chúng tôi đến đi mỗi người ở một cái xuất phát điểm khác nhau, mỗi người ở một cái tư thế khác nhau, mọi người chỉ đến đó với cái mục đích chung mà thôi. Cá nhân mọi người ai làm điều gì chịu trách nhiệm điều đó. Không, ở đây là nhiều người lên đây nãy giờ chửi bới mạ lệ xúc phạm nè, xem lại ba má mình dạy mình như vậy đúng không? Mình mà các bạn lên đây các bạn chửi bới thì có nghĩa là các bạn đang là cái người không có tôn giáo.